Mình bao nhiêu? Tao 1 trang hả trời? Tưởng gì? Đối tao 1 trang khó. Mới còn 500 nữa nha. Nhưng mà làm ơn, khi mà mình đã quyết định cho bạn mượn tiền rồi á, thì bạn phải thật sự biết rằng là mình cảm thông với cái hoàn cảnh của bạn hiện tại. Ông à, tôi kẹt tiền nhà quá. Ông à, tôi không có tiền ăn sáng, tôi không có tiền mua xăng, tôi không có tiền mua sách vở. Tôi đang chết đói, chết khát. Nhưng đó mấy ngày nay rồi, không chết tôi. Người ta là giết kia, người ta là giết kia. Cho tôi lấy tôi đi. Ông à, ông là người duy nhất có thể giúp tôi trong hoàn cảnh bây giờ. Ba mẹ tôi bệnh nặng lắm. Ông phải giúp tôi đi. Ông biết được điều gì đâu. Con em của tôi lúc người gặp tai nạn, tôi cần một số tiền. Ông làm ơn giúp tôi đi. Chủ nợ xin nhà tôi rồi, ông làm ơn cứu tôi thằng này đi. Chị kia hả, chị kia hả? Thôi thôi thôi, đừng rồi, cầm hết luôn đi. Nhớ trả tao sớm nha, nhớ trả tao sớm nha. Ok, mình hiểu là 1-2k là một số tiền thực sự rất nhỏ. Nhưng mà các bạn thử nghĩ xem thôi, nếu mà đồng tiền nó lên 100 ngàn, 200 ngàn, thậm chí là 1 triệu. Thì thử hỏi, bản thân mình hiện tại là học sinh và sinh viên, đang còn ăn bám gia đình, vừa dẫn vào đồng tiền của người khác, thành ra là số tiền của mình rất là an hiểu. Và các bạn phải hiểu được là đôi khi bản thân mình đây cũng sẽ rất là kiệt. Và đến lúc đó, tất nhiên là... Alo, Thắng hả? Hello. Alo Hải hả? Mày là bên à? Ừ, lộn số rồi. Hello. Alo Thanh. Hello. Alo Hùng hả? Ba má nè. Ba má? Nó không gặp. Trời ơi, khỏe không mày? Mày biết gì chứ, con nhà tao mới đẻ chi nhau. Lo đi tao chơi mày. Ừ, đúng rồi, giờ tao xuống tao trong nhà tao nha. Ờ, tới giờ lại nha. Rồi. Alo Thanh hả? Ờ, đúng rồi, mày có tiền mày trả tao chưa? Tao, thực sự bây giờ tao kẹt lắm. Mày làm ơn giúp tao đi. Rồi nha, mày hứa nha. Mày hứa mày giữ lời nha. Rồi á. Hello. Hello Phong hả? Sao rồi mày? Có chưa? Hello. Số máy của quý khách đang gọi. Hiện đã chặn số máy quý khách. Vui lòng đừng gọi nữa. Hello, hello, hello. Mấy bạn à, khi một người nào đó đã sẵn sàng giơ hai tay giúp đỡ bạn trong mọi hoàn cảnh, có thể là những lúc nguy kịch nhất, thì cái việc mà cho bạn mượn tiền, các bạn phải hiểu được và trân trọng những sự giúp đỡ đó của người khác. Và tất nhiên là bạn phải có vay và phải có trả. Bạn phải trả trong khi mà bạn có tiền, bạn phải trả trong thời gian sớm nhất, hoặc là bạn phải giữ đúng lời hứa của mình. $1,547,362,178 Mày phải trả cho tao. Bruh.